mọi người. Cháu hôm nay là hội ngộ, đây là một là Việt Kiều Cara và Việt Kiều Pháp đó, hội ngộ với nhau tại Vĩnh Hy. Đây nha, chúng tôi đang ở một cái quán rất là xinh đẹp, là quán Bà Hương. Một cái quán, biết quán này của ai không? Của tôi đó. Nha mọi người, rất là xinh đẹp đây. Đi với vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Anh Thương đó, ở ngay đường Trần Hưng Đạo, chuyên gọi là phẫu thuật thùng kín. À, trung tâm gọi là cải tạo nhan sắc vùng kín, cải hàng thành chim sẻ đó, là đó, chúng tôi đang ngồi ăn nhậu ở đây, ngon lắm, đẹp đó mọi người. Đây Vịnh, mà Vịnh nhưng mà tối không có nhìn thấy Vịnh đâu, nên là ban ngày sẽ nhìn thấy Vịnh rất là đẹp. Sáng ngày mai chị đi chị quay nhá, chị đi chị quay là đẹp đó. Sáng ngày mai chị đi quay ngang đây này. Quay. Chị đang ở bên cái khu villa nhà em đó. Tên gì em nhỉ? Làm me villa and spa. Có nghĩa là đấy là làm me là biển đấy. Tiếng Pháp là biển. Đúng rồi. Việt Nam. Việt Nam người ta bảo đấy. Người ta bảo gì? Lá me. Được gọi lá me đấy biết là. Trời. Tôi là làm me. Chắc là đi tìm những chỗ lá me. Thế tôi biết đọc là me là gì, nó chả hiểu là me, chả lá me là gì. Sao mà làm me gì tự dưng chẳng có nghĩa gì cả. Tiếng Pháp ở trên làm me cho có nghĩa gì. Và sau đây đọc lấy lá me luôn. Nhân viên em ngay dựng đọc lên lá me. Đó là làm me. Làm me là biển đấy. Khổ lắm, lá me trời. Ở đây chị Vân Sinh không? Trời ơi, người đàn bà không tuổi đó. Thấy không? Nhưng mà ngồi gần quá hương, xinh đẹp. Thử xem em chị quá đã quá xinh đẹp, đẹp luôn, dáng 5 con dáng dấp ta, nó là ôi giời ơi, gái 18 mà gọi bằng cụ luôn. Ôi giời ơi, gái đâu mà sao này dễ thương. Hương ở ngoài dễ thương lắm mọi người. Ê, mịn màng lắm, chết luôn rồi đó. Này ai nói là gì đâu. Cái này là về Việt Nam là mấy anh gọi là xếp hàng, bây giờ đóng mốt nữa chị. Đáng mốt là bây giờ mấy cái người như chị là đang được những chàng trai săn đón. Ai săn Hương chỉ đó. Đúng mọi người, bây giờ là những người lấy chồng mà kém mười mấy tuổi không mà. Đúng rồi. Kém 12 biệt, đang là chào lưu với chị. Eo sướng thế nhỉ. Đó, bây giờ là chị đã bao nhiêu, bây giờ chị lấy à. Chị bây giờ chị là sẽ lấy một người khoảng hai mấy tuổi. Chết dở. Nói chuyện riêng lắm mọi người ạ. Quá đúng riêng không, quen hai mấy tuổi đó. Bây giờ là chị về đây là trời ơi, người ta thích lắm đó. Em nói chuyện cái lá me của em đi em. Villa lá me. Lá me. Tập thế cho dễ hiểu mình dân dã. Là mờ là mờ. Tại vì chị ấy là Việt Kiều. Đó, tại vì đôi khi em cùng em kể cho mình nghe. Nha, là em cải tạo một cái nhà cũ. Đó, rất là cũ, thay vì người ta mua phải không anh? Ta đập hết đi. Đó, đập hết đi người ta sẽ san bằng, người ta xây lên. Đó, nhưng mà thay vì cái tiền em sửa đây em sẽ xây lên là em bằng ngang ngửa luôn đó. Đó, nhưng mà em không có làm, em để như vậy, chị thấy đẹp không? Chỉ có những cái người á mà người ta đi nhiều nơi rồi. Xong người ta có một cái ký ức á về tuổi thơ. Đó, người ta muốn tìm lại tuổi thơ thì người ta sẽ thấy rất là đẹp. Còn những cái người mà người ta không thích đại loại như thiên nhiên, hoặc là không thích kiểu như là ta thích kiểu như là hiện đại thì không thích cái kiểu đấy. Nhưng mình thì mình sống ký ức, là ký ức của mình là như vậy, ngày xưa của mình là như thế. Đấy, nhưng giống mà như nhà của bà ngoại vậy đó, đó. Yeah. Giống kiểu ha, đã gian trên gian dưới ha, đúng không? Là những cái đồ dùng cả ngày trong đấy chị cũng đi đâu chị cái đồ dùng nó là những cái rất là đơn sơ nhất có thể, những cái ngày xưa. Nhưng mà em kiếm ở đâu được mấy cái ghế Tây á chị, Tây á là thích lắm. Đúng rồi, kiếm ở đấy đâu, chỗ em đi mua đây là ai. Xong người ta bảo trời ơi cái này em bị khùng quá, người ta bảo em bị khùng anh. Em đi mua cái đồ cũ. Ở đây người ta bảo em bị khùng vì rằng là người ta vứt đi rồi, cái đó người ta cho không ai nhận. Thật má. Cho ai nhận mà bây giờ tự dưng mua làm chi? Đem cái giường cho ai đó lấy đâu. Tại vì cái giường ngày xưa anh là nó chỉ có 1m8 thôi. Cái giường ngày xưa các cụ ấy là chỉ có 1m4 và chiều dài 1m8, tại ngày xưa làm gì có người 2m. Là giường nó chỉ có 1m8 thôi. Ngắn ngủn là đi đâu có đi đặt lẹm bây giờ, làm giường có lẹm 1m8 anh. Là phải cắt lẹm, mua cái lẹm phải cắt đi. Khổ lắm đó. Đó, mà cái đồ cũ xài là phải dùng những cái. Nhưng mà làm lên thì cũng thích. Ngày xưa người Việt Nam ngắn ngủn à. Đúng rồi. Luôn luôn cái đâu có 2 mét. 1m8 là cao lắm rồi anh. Em giường bây giờ giường 2 mét. Hương chị nhìn thấy cái toilet đó, xong trong toilet lại có cây. Để vừa đứng tắm vừa ngắm vừa nghĩa. Đâu ra mấy cái ý tưởng đấy. Thì Tây thì mình đi nhiều. Giống như mình đi nhiều, trời ơi, bao nhiêu năm đi khách sạn này nọ, trời đúng không mọi người, trả tiền cũng quá nhiều tiền rồi. Đó mà thì em những... Hello
mọi người. Cháu hôm nay là hội ngộ, đây là một là Việt Kiều Cara và Việt Kiều Pháp đó, hội ngộ với nhau tại Vĩnh Nghi đây nha. Chúng tôi đang ở một cái quán rất là xinh đẹp, là quán Bà Hương. Một cái quán, biết quán này của ai không? Của tôi đó. Nha mọi người, rất là xinh đẹp đây, đi với vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Anh Thư đó, ở ngay đường Trần Hưng Đạo, chuyên gọi là phẫu thuật thùng kín. À, trung tâm gọi là cải tạo nhan sắc vùng kín, cái hàng thần chim sẻ đó, đó là chị đó. Chúng tôi đang ngồi ăn nhậu ở đây, ngon lắm, đẹp ha. Đó mọi người, đây Vịnh, mà Vịnh nhưng mà tối không có nhìn thấy Vịnh đâu, nên là ban ngày sẽ nhìn thấy Vịnh rất là đẹp. Sáng ngày mai chị đi chị quay á, chị đi chị quay là đẹp đó. Sáng ngày mai chị đi quay ngang cái này. Chị đang ở bên cái khu villa nhà em đó. Tên gì em nhỉ? Làm mê villa and spa. Có nghĩa là đấy là làm mê là biển đấy. Tiếng Pháp là biển. Đúng rồi. Việt Nam ý tưởng Việt Nam người ta bảo đấy. Người ta bảo gì? Lá me. Thì gọi lá me đâu biết là. Trời ơi. Tôi đang làm mê. Chắc là đi tìm cái chỗ lá me. Thế tôi biết đọc là me là gì, nó chả hiểu là me, chả lá me là gì. Sao mà làm mê gì tự dưng chẳng có nghĩa gì cả. Tiếng Pháp là trên làm mê cho có nghĩa gì. Mà sao lại đọc lấy lá me luôn. Nhân viên em ngày xưa đọc lên lá me. Đó là làm mê. Làm mê là biển đấy. Khổ lắm, lá me trời. Ở đây chị vơi là chị Vân Sinh không? Trời ơi, người đàn bà không tuổi đó. Thấy không? Nhưng mà ngồi gần quá hương, xinh các bạn đẹp. Thử xem này. Chị đã quá xinh đẹp luôn, dáng 5 con dáng dấp cho nó là ôi giời ơi, gái 18 mà gọi bằng cụ luôn. Ôi giời ơi, gái đâu bằng em mà này sao dễ thương. Hương ở ngoài dễ thương lắm mọi người, em mịn màng lắm, chết luôn rồi đó. Này ai nói là gì đâu. Cái này là về Việt Nam là mấy anh gọi là xếp hàng, bây giờ đóng mốt nữa chị. Đáng mốt là bây giờ mấy cái người như chị là đang được những chàng trai săn đón. Ai săn Hương chỉ đó. Đúng mọi người, bây giờ là những người lấy chồng mà kém mười mấy tuổi không mà. Đúng rồi. Kém 12 biết đang ở chào đi với chị. Eo sướng thế nhỉ. Đó bây giờ là chị đã bao nhiêu, bây giờ chị lấy à? Chị bây giờ chị là sẽ lấy một người khoảng hai mấy tuổi. Chết rồi. Nói chuyện riêng lắm mọi người ạ. Quá đúng không? Quen hai mấy tuổi đó. Bây giờ là chị về đây là trời ơi, người ta thích lắm đó. Em nói chuyện cái lá me của em đi em. Villa lá me. Lá me. Tập thế cho dễ hiểu mình dân dã. Là mờ. Tại vì chị ấy là Việt Kiều. Đó, tại vì đôi khi em cùng em kể cho mình nghe. Nha, là em cải tạo một cái nhà cũ. Đó, rất là cũ, thay vì người ta mua phải không anh? Ta đập hết đi. Đó, đập hết đi người ta sẽ san bằng, người ta xây lên. Đó, nhưng mà thay vì cái tiền em sửa đây em sẽ xây lên là em bằng ngang ngửa luôn đó. Đó, nhưng mà em không có làm, em để như vậy, chị thấy đẹp không? Chỉ có những cái người á mà người ta đi nhiều nơi rồi. Xong người ta có một cái ký ức á về tuổi thơ. Đó, người ta muốn tìm lại tuổi thơ thì người ta sẽ thấy rất là đẹp. Còn những cái người mà người ta không thích đại loại như thiên nhiên, hoặc là không thích kiểu như người ta thích kiểu như là hiện đại, người ta không thích cái kiểu đấy. Nhưng mình thì mình sống ký ức, là ký ức của mình là như vậy, ngày xưa của mình là như thế. À, nhưng mà, giống như nhà của bà ngoại vậy đó, đó. Yeah. Giống kiểu ha, đã gian trên gian dưới ha, đúng không? À, những cái đồ dùng cả ngày trong đấy chị không phải đi đâu, cái đồ dùng nó là những cái rất là đơn sơ nhất có thể, những cái ngày xưa. Nhưng mà em kiếm ở đâu được mấy cái ghế Tây á chị, Tây á là thích lắm. Đúng rồi, kiếm ở đâu cho em đi mua đây là ai? Xong người ta bảo trời ơi cái này em bị khùng quá, người ta bảo em bị khùng anh. Em đi mua một cái đồ cũ. Ở đây người ta bảo em bị khùng vì rằng là người ta vứt đi rồi, cái đó người ta cho không ai nhận. Thật má. Cho không ai nhận mà bây giờ tự dưng mua làm chi? Đâu có cái giường cho ai đó ai lấy đâu. Tại vì cái giường ngày xưa anh là nó chỉ có 1m8 thôi. Cái giường ngày xưa các cụ ấy là chỉ có 1m4 và chiều dài 1m8, thì ngày xưa làm gì có người 2m. Là giường nó chỉ có 1m8 thôi. Ngắn ngủ là thế, đâu có đi đặt lẹm bây giờ làm sao có lẹm 1m8 anh. Là phải cắt lẹm, mua cái lẹm phải cắt đi. Khổ lắm đó. Đó, mấy cái đồ cũ xài là phải dùng những cái. Nhưng mà làm lên thì cũng thích. Ngày xưa người Việt Nam ngắn ngủ à. Đúng rồi. Luôn đâu có 2 mét. 1m8 là cao lắm rồi anh. Em giường bây giờ giường 2m. Hương chị nhìn thấy cái toilet đó, xong trong toilet lại có cây. Để vừa đứng tắm vừa ngắm vừa nghĩa. Đâu ra mấy cái ý tưởng đấy. Thế Tây thì mình đi nhiều. Giống như mình đi nhiều, trời ơi, bao nhiêu năm đi khách sạn này nọ, trời đúng không mọi người, trả tiền cũng quá nhiều tiền rồi. Đó mà thì em...
nên là đây lại chị thấy em giữ lại toàn bộ thiên nhiên vào đó. Nói chung là cái đấy, cái nhà nó chỉ có những người thích thiên nhiên này, thích trở về với lại hồi ức này, thích cái kiểu thanh bình yên bình này đó thì sẽ thích cái nhà đấy. Còn cái người nào mà thích kiểu hiện tại mà kiểu cao tầng cao kính chỉ biết bên ngoài đó, những cái cao ốc thì sẽ không thích cái nhà đấy. Nhưng mà chị nghĩ là Việt kiều nước ngoài Tây về họ sẽ thích. Tại vì nhưng mà vì thế không, ở bên trong á là cái đồ em xài á, mấy cái đồ quan trọng là gì, quan trọng nhất là cái giường, đúng không chị anh? Mình đi đâu mình ngủ khách sạn mà mình quan trọng là cái giường và cái gối, cái giường và cái gối là cái quan trọng nhất đó, đúng không? Thì cái đấy này em xịn nhất, lựa chọn mắc tiền nhất là đến nhà vệ sinh, cái này đáng hai là nhà vệ sinh đấy, những cái mình xài nhiều nhất, đúng không? Đó em ơi, trong đấy nhà em cái gì chị cũng thích, chị nói thật, từ cái đôi dép đi, từ cái túi sách chiều mang đi luôn đó, sách tung tăng bằng cái túi gói, rất là thích và tinh tế lắm các bạn. Như mà các bạn xem đấy, một xíu nữa Mỹ Vân sẽ ghép vào trong cái video này cái phần mà cái villa đó, nó rất là đẹp ở đây. Tại sao chị gửi Tây đi, chị gửi nó bao giờ chị rủ ông Tây của chị vào đi. Ừ, ông sẽ thích đó. Chị có đưa video hôm nay. Ừ. Ok, lần tới anh về cho anh ra đây. Ừ. Tôi có sure. Thích quá trời rồi. Luôn. Ra đây đi xong rồi cháu thích mà bạn em ở ai cũng thích luôn. Ở cái nhà đó là thực sự á, là em làm á, là không phải làm để cho thuê đâu, làm để bạn bè mình về đi chơi á. Xem ơi, bây giờ mời tao về Vĩnh Nghi, đúng không? Để có cái chỗ cho tao ở chứ ở đâu. Đó. Người ta phải đẹp, quan trọng là người ta thích đã. Đúng không? Mình muốn bây giờ em nó xa xôi đi, không phải gần đâu, đâu gần thành phố, mà gần trung tâm cơ. Thì bảo gần cũng trung tâm thì ok, thì chạy 1-2 tiếng thì đi đây 7-8 tiếng đồng hồ. Chờ mời bạn bè mình đi hoặc đi xe ô tô cũng sao, mà đi máy bay tốn kém. Mà tới đây có chỉ chỗ nào đâu ở. Đúng không? Trong nhà của em gần mấy tí đâu có được. Đặt cho đến đó là thích liền. Bạn bè em nói là em ở đó không á. Chủ yếu là cho bạn bè đó chị. Nghi. Nấu nướng mà cũng làm mình làm. Nên là người ta sẽ nói chung là yên bình, và cái đó chủ yếu cho bạn em tới nào thích lắm, là thích cái nhà đó là giống nhà khách ấy. Nhà khách đây chị thấy cả làng chỗ nào cũng Madam Hoàng rồi, quán bà Hương rồi, ba bà Hương rồi, club rồi, trời ơi sao lá me gì chỗ nào chị cũng thấy, tức là nào mà tại sao? Thì tại vì vấn đề đấy nó nhỏ mà, cái nào nó bé tí này nên nó có bao, anh biết chị biết bao nhiêu hộ dân, chỉ có là chưa đến 1.000 hộ dân mà có 700 mấy chục người hộ dân mà mua hết 50% ở đây chứ không làm gì nói thế. Chị thấy là chỗ nào cũng thấy. Tại vì em hay lòi ra mặt đường, em mặt đã nhìn thấy em ơi, xây xong mà nó dày đặc không đấy. Xây xong cái này nó dày đặc không đấy, quá trời luôn. Mà cái cơ duyên nào tự nhiên em đi ra, ôi đây trời ơi. Ra đây là một cả cái cơ duyên đi ra mà nơi đó. Ừ. Ngày lễ tình nhân mọi người, đây là nhiều người hỏi tại sao đây này. Nhiều người, rất là nhiều người sẽ biết rằng là cái gì, tại sao Madam Hoàng lại ra Vĩnh Nghi. Mà thật sự chị nghĩ sao mà đi ra đây làm chi? Ừ, đi ra đây làm chi? Chị đúng không? Từ dưng mà từ Sài Gòn, mà tới Phan Thiết, Mũi Né, rồi Vũng Tàu. Đó, đúng không? Đà Lạt. Thiếu chỗ đó mà tự dưng ra đây làm chi? Thì bắt đầu là ngày 4 tháng 2. Thì hai vợ chồng mới nói là đi Amanoi thử xem nó làm sao. Tại vì trời ơi, nghĩ mấy chục triệu một đêm. Nó kệ đi thử xem nó làm sao. Ở hai đêm. Hai đêm thì bắt đầu trong đấy ấy, là đồ ăn đấy thì nói chung là nó cũng ngon nhưng mà nó mắc quá, nói thật. Cháu chỉ nghĩ đi ăn là một bữa đâu là 5-7 triệu á. Thật mà tôm hùm 7 triệu một ký, nói chung là rất là mắc. Và đồ ăn thì nó như nó cao cấp 6 sao mà. Thì ăn một bữa nó cũng chán quá đi, thế mà ra đây quả như đây xong có cái gì ăn không này. Thì vẹo đây thấy nó đẹp quá, lúc nó chưa có cái này đâu, chưa có cái gì luôn ạ. Còn hoang sơ, nó còn mấy năm trước, một năm gì nhiều, mới còn năm trước hả? Thì đấy mà em đã làm nó làm nó phát triển rồi. Thành 5 năm cũng là em mới ra đây có 1 năm, đúng rồi, mà đạt cái phát triển thành giống như 5 năm lên 5 năm mà. Xong bắt đầu là em ấy thích quá, em mua một cái rồi để giống cái đất đâu á, để thôi kệ đi, để cho đi chi lại cho thích. Ừ. Xong rồi mua thêm một cái, em thích có lại mua 2 cho mua 3 cái, thì đến mua cái thứ 3 thì bắt đầu là dịch. Ngày đúng ngày 15 tháng 5 là em đi ra đây, là em ra thăm công trình đang làm. Thì bắt đầu ngày 31 tháng 5 là block out Sài Gòn. Block out em ở đây luôn. Block out Sài Gòn thì bắt đầu lúc đấy là đâu có về được nữa. Ở đây thì tự dưng xong rồi.
là có bầu. Ngay thời điểm đó thì bắt đầu dịch một phát em có bầu luôn. Thì lúc cũng là 30 tháng 5, em nghĩ là khoảng tháng 5 là em có bầu. Báo bầu đúng cái đợt mà lock out từ Hồ Chí Minh đấy. Thì ở lại đây luôn. Thì đâu có về Sài Gòn đâu, đi đâu đâu. Thế là dưỡng bầu đây, thì trong quá trình dưỡng là mua đất đai, mua này mua nọ ở đây. Mỗi một lần mà em thích một cái là em mua một cái. Xong rồi bắt đầu lúc này lại có bầu, lại có hai, tự dưng có duyên nha. Bầu đôi, hai thằng con trai. Thấy không? Đã đặt luôn là Vĩnh và Hy. Vĩnh và Hy. Ừ, Vĩnh Hy. Tớ lấy trà sữa ra hả? Đẹp quá ha. Ngon lắm, trà sữa ngon lắm. À, tên là Vĩnh Hy đó, là như vậy đó. Thế xong rồi bắt đầu là nó bắt đầu là nó tinh tế như vậy từ từ từ. Xong nhiều người biết đến, quảng cáo PR quá trời nổi như cồn luôn. Lê Hương, Lê nổi như cồn luôn, ai cũng biết tới Vĩnh Hy. Hỡi trà ra, hái ngày xưa đâu biết ai biết Vĩnh Hy là đâu đâu, bây giờ người ta biết nhiều lắm rồi. Thật ra là vì em quảng cáo, em live stream, chị xem của em, chị mới biết Vĩnh Hy. Không biết là gì hết. Đúng rồi. Ở đây đang bên cạnh Amanơi nữa. Cái con đường này có tên chưa Hương? Chả có tên gì nữa. Chưa đúng không? Chắc chắn luôn, một ngày nào giờ nào đó nó sẽ gọi là cái con đường Bà Hương hoặc là cái Ma Đâm Hoài. Làm gì có anh, người Hương Hoài. Ừ, không, Hương Hương là... Em đặt được là tên cho đường không nhỉ? Được, không, tự tiền. Tự người ta gọi. À. Tự người ta gọi. Mình đi lên trên chỗ. Người cho tiền. Cho tiền lên. Mình phải trả tiền đó, người ta mới cho mình đặt tên đó. Không hay mình bỏ tiền mình làm con đường. Không, mình làm nhiều cái tự nhiên người ta gọi cái tên cái đường Bà Hương à. Quá hot luôn. Nên vào đây cứ hỏi đường Bà Hương đường nào chỉ vào đây. Em họ muốn đi tới cái chỗ mà chị ở cái villa đấy. Lắm mơ. Lắm mẹ. Lắm mẹ, lắm mẹ. Tiếng Việt gọi là mẹ cho dễ đi ạ. Lắm mẹ. Lắm mẹ, lắm mẹ. Là nó biển. Sẽ đi bằng đường máy bay, là một là em. Từ Sài Gòn từ Hà Nội sẽ bay về đầu vào đây. Xong rồi bác mời vào Cam Ranh ấy, xong rồi đi taxi vào. Về đây. Hoặc hai là đi xe dừng nằm. Có xe dừng nằm ơi, mà sao ta chạy anh phải đi máy bay à, anh mua vé đấy phải không? Ừ, đây dừng nằm nằm khỏe luôn, re luôn á. Thế ra tới đây luôn đúng không? Tắt đây ra đây ra công viên chỗ đó. Sài Gòn 10 giờ đêm lên xe ngủ mạnh, có xe dừng nằm sạch sẽ luôn. Xe cao cấp luôn. Biết em bữa sáng sớm đến đây. Sáng sớm tinh mơ đến đây ngon. Mà ở đây có cái gì chơi? Ra Vĩnh Hy có gì chơi? Đi biển. Ra biển đẹp lắm, em ai chơi là chị mê luôn. Biển là đẹp. Nói chung em đưa chi đến được đâu mà biển đẹp như vậy. Rồi suối, ngày mai đi biển với suối. Sáng mai đi biển sớm xong rồi về đây. Xong rồi trưa mai lên trên suối. Chị lên suối ồi đúng không? Đúng rồi. Đẹp lắm. Cũng gần đây là suối thì gần đây. Sáng cạnh đây có người lên suối. Trời đâu có cái cầu kêu mấy tí à? Có, đi đi mai đi chưa đi. Đi rồi hả? Sáng đi, đi ngang qua thôi, đi tới cái vùng đó thấy cái có cái cầu kia nhỏ, hết xong chạy về thôi. Đẹp lắm, đi vào đấy đi cái xe qua cái đó luôn. À xe máy đi chạy đó luôn. À. Chạy vào trong đó luôn, đẹp lắm. Thấy cái cầu nhỏ quá, sợ người ta không cho đi thôi quay về. Đó, cho đi bình thường mà. Quán ăn như này lúc trước giờ em có kinh nghiệm về nấu nướng không? Nói chứ bán đồ ăn đó chị. Bán đồ ăn lúc nào? Em bán Ma Đâm Hoàng ở đây đồ ăn không á? Đồ ăn nhưng mà mình đâu có nấu. Thì không muốn nấu nhưng mà nó là cùng ngành rồi, nó là đồ ăn. Tại đấy vì hôm nay chị ăn chị thấy món nào cũng ngon. Ngon. Đây là trà sữa đúng không? Tự làm đó. À nhà tự làm. Ngon không? Ngon không? Ngon Sài Gòn đó. Rất là ngon. Mà chị không cảm giác bị béo. Chị có hỏi được cái gì cũng mời đồ ăn luôn, hỏi bất công. Đây là số ra tự nấu đấy, ngon lắm, thực ra ai chê hơn bao giờ năm ba cái bài giờ chán là hỏi được gì bắt cọng. Ok đi mua cho ăn. Là uống hết cái bỏ vô cái ly nhựa mang về uống tiếp. Đúng rồi. Lúc làm bút ra uống nhâm nhi được đời sung sướng. Khói. Mình lúc có em mát xa chân đang chờ đó. Vậy? Ừ, mai đang chờ. Thì mình đi thương. Chờ có mấy giờ. Chủ Hương Hoàng ạ. Cháu con đi, ngon lắm.